Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay mình dẫn quý vị và các bạn đến thăm một vườn đào. Đây, quý vị và các bạn thấy sau một thời gian làm gốc thì cái đào đầy nụ rất là nhanh. Nụ lên rất là rõ và rất là dày nụ. Và giờ này đã chuẩn bị mùng 10 tháng 11 rồi. Thì người trồng đào của mình sẽ tiến hành tuốt lá. Với nụ như này, nếu chúng ta để già quá thì nó càng đầy nụ nhanh hơn. Chính vậy mà thời kỳ này tuốt lá để hãm đào cho nở hoa đúng vào dịp Tết. Ở quê mình thì nhiều nhà đã tiến hành tuốt rồi bởi vì nụ nó đầy to hơn cái vườn đào này. Và việc tuốt lá cũng tiến hành theo từng cây. Ví dụ những cây mà nó nụ rõ ràng như này rồi thì chú chủ vườn chú ấy sẽ tuốt hết cả lá trên cây. Nhưng nhiều cây mà nụ chưa rõ ràng thì chú ấy chỉ tuốt ở dưới gầm thôi, hoặc là những cành nào mà nó đã rõ nụ, hoặc là những cành trồng. Tuốt các cái cây đất trước này. Đất này. Ê, chú tuốt sạch luôn hả chú? Sạch luôn. Chú chỉ có đánh nấm hay đánh gì chú? Đây, quý vị các bạn thấy giờ này đã tuốt hết để lộ rất là nhiều nụ. Nếu để tuốt muộn quá thì nụ đẩy rất là nhanh. Cho nên năm nào vào cái thời kỳ này thì người trồng đào của mình cũng tiến hành tuốt lá và tuốt hết, không để sót lá nào trên cây. Nếu những năm mà sang tháng 11 này rét già thì có thể tận 20 đến 25 tháng 11 bắt đầu mới tiến hành tuốt để đảm bảo cho nó lui lụ. Nhưng năm nay thì thời tiết đang ấm cho nên là nhiều hộ gia đình đã tiến hành tuốt từ hôm mùng 5 đến mùng 7 rồi. Còn những cây mà lụ chưa rõ ràng thì chúng ta có thể tuốt lá gầm trước, hoặc là những cái cành có lụ to trước. Sau đó thì mới tiến hành tuốt cả cây. Tuốt điểm như vậy thì cách nhau khoảng 10 ngày. Hình như những cái, nhưng trên một cây đào này thì chú chủ vườn đã tuốt một nửa cây rồi. Biết vườn của quý vị đã tuốt chưa? Và sau khi tiến hành tuốt lá cây đào này thì người trồng đào của mình sẽ không chăm sóc gì. Cố gắng giữ ẩm vừa phải để cho cây không bị chết cây. Video của mình kết thúc tại đây. Xin chào tạm biệt và hẹn quý vị và các bạn ở các video lần sau.